Hey. What? Ôi, tôi. Mất tôm chặn mất tờ hình sao nãy. Ôi trời ơi. Game Cindy cũng là Cindy chứ có phải là thánh thần gì đâu mà chặn mất tờ hình. Chôn à? Anh em ơi, hình như chôn hay sao ấy, hình như ông này chôn rồi. Ông này chôn rồi, khiếp, cái này là 11 block rồi. 11 block nha. Mà là chặn mất tờ hình này, anh em thấy không, nhìn kỹ này. Đó, chặn mất tờ hình này sao nãy ta? Qua chả. Hình như là phải có cái gì đấy đó. Có cái cách nào đấy, từ từ nha, để mình tính em nào, nếu mình không nhầm thì à. À, để coi nào. Ấy, biết ngay mẹ, biết ngay mẹ. À, vậy là chúng ta có thể là nhảy cạnh bên các bạn ạ. À, rồi ok ok, vậy là check được rồi. Ok, rồi, hiểu rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của MeoPeo. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một cái chủ đề mà mình nghĩ là mình đã bỏ mất cái series này rất là lâu rồi anh em ạ. Thực sự là rất là lâu rồi mình chưa chơi lại cái series này luôn. À, thì hôm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm một cái vừa cũ mà vừa lạ anh em ạ. Đối với có nhiều bạn mình biết là các bạn chưa mở khóa nhân vật này đâu. Còn với mình thì mình đã mở khóa nhân vật này rất là lâu rồi. Nhưng mà cũng vì cái nhân vật này mà mình chơi parkour khá là gà anh em ạ. Cho nên hôm nay là mình quyết định là mình sẽ thử thách lại bản thân, đó là chơi lại nhân vật Cindy các bạn ạ. Nhưng mà chơi nhân vật Cindy là phải chơi map Cindy nha. Đó, cái map này là map dành riêng cho Cindy. Không có mấy ông lại kêu tôi là chơi Cindy mà nhảy parkour thường ăn gian các thứ đúng không đấy. Cho nên hôm nay là mình đã tìm được một cái map parkour dành riêng cho Cindy đấy. Để mình đọc qua thông tin cho anh em nhá. Cái map này thì mình đã chơi một lần rồi nhưng mà đợt đấy cũng chắc là phải tầm mấy tháng các bạn, phải tầm 4-5 tháng trước rồi. Rất là lâu rồi các bạn ạ, bây giờ không biết cái map này có thay đổi gì mới không. Đó, thì đây, map mới làm được 3 ngày, trời cái này chắc là lâu lắm rồi các bạn ạ. Đây, nói chung là chủ map sinh ngày mùng 7 tháng 10 2006, ok. Chủ map tên là KKTV, rồi, map bla, một số thông tin chủ map. Map được làm giống với map của anh Siro, công nhận thật. Cái map này nhìn qua có vẻ là giống gì nữa, giống cái map mất nhỏ không gian thật các bạn ạ. Đây, mỗi level mình có chỉ đường cho Cindy level 1 và Cindy level 2. Đấy, các bạn thấy không? Cái map này là dành riêng cho Cindy nhá, không công lại tiêu tiền gian. Đó, thì ok, ở video này chúng ta cùng thử thách đó là chơi parkour bằng Cindy trong map dành riêng cho Cindy. Nghe nói là cái map này là toàn 11 block các bạn ạ. Đó, bám tường ở tận 4 bên cơ, bám tường 4 ô xong rồi nhảy 11 block các thứ kinh lắm anh em ạ. Ok, thì không luyên thuyên nhiều nữa. Trước khi vào video này các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video lên Facebook cho bạn bè và đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký và cái chuông đăng ký ủng hộ MeoPeo các bạn nhá. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng khám phá xem mà đó. Rất là lâu rồi mình không chơi Cindy các bạn ạ. Các bạn biết vì sao mà mình bỏ Cindy không? Bởi vì hồi xưa mình chơi Cindy nhiều ấy, mình nhảy nó gà quá đó. Tại vì mình chơi Cindy nhiều thành ra mình nhảy gà, cho nên là từ đấy là về sau mình bỏ Cindy các bạn ạ. Đấy, mình bỏ Cindy. Nói chung là bỏ không hẳn, thỉnh thoảng thì mình vẫn dùng Cindy thôi. Kiểu đoạn nào kiểu khó quá ấy, thì mình vẫn xài Cindy mà rất là ít. Đấy, chủ yếu là gần như là không xài các bạn ạ. Đó, rất là ít khi xài Cindy luôn. Đấy, lâu lắm rồi mình không đụng lại coi như là Cindy này. Đây, cho các bạn coi Cindy level 2 đó. Nhảy siêu cấp 2, độ nhảy cao tăng 50%, sát thương ngã trừ 20. Có thể nhảy 2 lần đó, nhắc lại nhá. Nhảy 2 lần nha các anh, nhảy 2 lần. Đấy, anh nhìn này, nhảy một lần không? Nhảy lần nữa, đó, để 2 lần. Đó, hay luôn, cái gì ơi. Ok, quay trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Cindy level 2, úi trời ơi, bám tường mấy ô đây? Bật tường 4 ô à? Hay là cái này 5 ô chứ? Nhưng mà thực ra là mình có thể bám một tường mà, nhưng mà thôi. Bạn ấy xây này rồi thì mình cũng phải có tâm chứ đúng không? Đấy, bám tường theo đúng yêu cầu của bạn này luôn, đó. Nhảy bật hai tường luôn. Uầy, có chặn cả bức tường hình ở trên các bạn ạ, căng nhờ. Đó, chứ bình thường cái map này chắc là mình bám một tường chạy thẳng. Mà thôi, uầy, cái gì đây? Uầy, mê cung bám hai tường à, căng nhờ. Căng các bạn ạ. Hey, ui, còn chặn đầu luôn, ui. Có chặn đầu luôn anh em ạ. Uầy, gắt, mắt này hơi bị gắt đấy. Ai chả thú vị nhá. Ui, lâu lắm rồi cảm xúc không ùa về. Cầm lại con Cindy mà tay cứ chưa được quen lắm các bạn ạ. Anh em thông cảm. Chứ cái tầm ngày xưa mình nhảy Cindy, úi sổ mấy cái map này muỗi. Nhưng mà bây giờ mình kiểu là cải tà quy chính rồi á. Bây giờ là không xài Cindy nữa, toàn nhảy kiểu bình thường thôi. Nhưng mà công nhận là lâu lâu chơi lại Cindy cũng vui phết. Đấy,
Bạn nào mà rảnh rảnh có thể làm map và có đường Cindy cho mèo Peo chơi nhé. Đấy, thỉnh thoảng chơi Cindy tí cho vui, đổi gió tí. Uầy, mà công nhận là kinh đấy. Bám tường hai bên mà chặn đầu có căng nhở. Uầy, các bạn biết gì không? Cindy kỵ nhất là bị chặn đầu, mình nói thật luôn. Bởi vì con Cindy nhảy cao ấy, cho nên nó rất sợ chặn đầu luôn. Cho nên là mấy ông là khôn phết đấy, kiểu biết điểm yếu của Cindy nhá. Mặc dù con Cindy rất là khỏe luôn, nhưng mà bị chặn đầu là toang hết, thật. Đấy, ông mà chặn đầu này, ấy mình không thể nhảy lên được, căng đấy. Nhìn thế này thôi, nhưng mà nếu như chơi Cindy rất là khó các bạn ạ. Bởi vì là ông mà chặn đầu, ông này chặn đầu này. Mới căng đấy, hây, không phải dạng vừa đâu. Bám một tường luôn, hây. Ok, ôi qua. Vào, ok, vào địa ngục các bạn ơi. Gì đây? What, rồi sao nhìn khó thế? Ui, cái này sao nể ba? Wow, từ nãy mà mình thấy mình thấy ở dưới địa ngục mà cho điểm hồi sinh là hơi sai các bạn ạ. Ui, mình thấy mà điểm hồi sinh ở dưới địa ngục là hơi sai rồi. Chưa gì thì sai các bạn. Ui, không lấy đa mà nhảy 11 ô là hơi căng đấy, sao nhảy được? Ui, ôi trời ơi, sao nhảy được ba? Ôi rồi ôi, mà từ từ nha. Wow, wow, cái map này dành cho Cindy các bạn nhá. Ông nào không có Cindy là không nên chơi map này các bạn nhá. Khó phết đấy, map này là map khó của Cindy đấy, không phải là dạng vừa đâu. Ôi, càng kèo. Ôi sao hồi sinh, sao để cái điểm hồi sinh sát bờ tường ấy? Kiếp, hồi sinh cái tự rơi luôn các bạn ạ. Eo, đẹp, ôi để cái hồi sinh này sát bờ tường luôn, kiếp thật. Để coi nha. Nếu mình không nhầm thì chúng ta có một cách khác các bạn ạ. Chúng ta không cần phải nhảy trong đường cục đâu. Mình vừa nghĩ ra một cái cách IQ vô cực luôn các bạn ạ. Đây, để mèo Peo cho bạn coi này, sức mạnh của IQ vô cực luôn. Ôi mẹ, trận đầu khó chịu quá. Mèo say anh em ơi, thề luôn chứ cái map này ấy, bạn nào có Cindy cứ vào chơi thử nhá. Mình thấy map này khá là hay đấy. Đó, khó nhưng mà khá là vui, chơi Cindy khá là vui. Ôi, mình vừa đi ở dưới block luôn kìa. Ông này chắc là chặn chốt hết rồi, chặn mất tội hình xung quanh hết rồi. Không có chuyện cho mình nhảy đâu, thật. Ôi nhưng mà chặn đầu gắt quá anh em ạ, khiếp thật. Nãy rồi chính ra mình nhảy mãi cái step này luôn đấy. Wow. Uầy, cơ bản là cũng lâu rồi không xài con Cindy nữa. Lâu rồi, rất là lâu rồi mình không xài con Cindy. Hey. Đấy, eo chặn đầu, ok. Cố lên mèo Peo, hụ. Hụ, cố lên. Hụ, ok, qua. Đó, các bạn nhìn này, IQ vô cực cái này. Thay vì nhảy thẳng cái này, các bạn chỉ phải đi lại. Đó, vô cực luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đó, trời ơi, bị mít ngay mà. Đặt cái cổng địa ngục kiểu này là kiểu gì cũng bị này luôn. Đấy, anh em thấy không? IQ vô cực đâu ở đây này. Đó, thôi bây giờ mình sẽ quay lại nhá. Mình sẽ quay lại mình tham quan. Mình lấy kỳ lân mình tham quan. Để coi xem là như nào. Đó, bạn nào chưa biết thì công dụng của con kỳ lân này là có thể đi trên lava nhá. Ui, cái chỗ này gì ấy? Bất tạo hình à hay sao? Bất tạo hình? Không có bất tạo hình đâu. Ơi, bất tạo hình à? Khiếp, bây giờ còn bắt nhảy bất tạo hình ở dưới địa ngục nữa. Thế này ai sao nhảy được ba? Khiếp. Thế này là hơi khoai quá mặn. Mà ở dưới địa ngục có hồi sinh được đâu? Trời ơi, ở dưới địa ngục có hồi sinh được đâu? Ông ấy đặt điểm hồi sinh dưới địa ngục như thật luôn. Khiếp, ngây thơ thế. Cái ông này chơi có ở dưới hồi, ở dưới địa ngục nhá. Ở dưới địa ngục ý, kể cả các bạn có bấm điểm hồi sinh ý, thì khi chết các bạn vẫn hồi sinh ở trên mặt đất. Đó. Ôi, ok. Để mình thử coi xem là cái cổng kia dẫn đi đâu nhá. Không biết là nhảy qua được không nhỉ. Đây, bao nhiêu ô đây? Đứng lên trên cao nhảy dễ các bạn ạ. Đứng lên trên cao nhảy dễ. Đây. Đó. Hey. Thử em nào. Đấy, thì nó vẫn quay lại chỗ này thôi, các bạn thấy không? Đó, thay vì các bạn bắt cua ấy, các bạn phải đi lại là xong. IQ vô cực luôn. Tin đi level 2, ái chà chà. Cái này bám một tường cũng được mà, nhưng mà thôi. Chơi đúng luật. Bình thường là mình bám một tường các bạn ạ. Nhưng mà thôi, bạn ấy xây này rồi, mình chơi đúng luật luôn. Gì đây? Tin đi level 2 à? Ok. Dô. Uầy, lâu lắm rồi không chơi Cindy. Trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt. Gì đây? Wow, 11 block này, đó. Hay đúng không nhỉ? Ở đâu kia, đây mới 11 block này, đây mới là 11 block này. 11 block mình nhớ không nhầm mà lấy hết đà, xong bám tường lên đúng không? Đó, hi, úi, đúng rồi. Mình nhớ không nhầm là Cindy có thể nhảy được 12 block nếu như cái cột này dài xuống 3 ô, đó. Nếu như cái cột này này,
nó dài thêm 2 ô nữa, 2 ô nữa thì chúng ta sẽ nhảy được 12 block. Đó, đấy là trường hợp nếu như nhảy 12 block. Gì đây? Tin đi level 2 bám một tường à? Ai chả, bám một tường bên này mình không thuận tay các bạn ạ, mình thuận tay bên kia cơ. Mình lại chặn đầu à? À, lại chặn đầu à? Chết chết. Ok 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 ok. Các bạn biết là Cindy rất là kỵ chặn đầu à, mình thật. Này con Cindy kỵ chặn đầu lắm. Ôi, lâu không chơi Cindy mà bám trái tay này căng quá. Eo. Cái map này không biết là ngày xưa mình chơi rất là lâu rồi, mình không biết là từ thời đấy đến bây giờ là có gì mới không nữa. Đó, chứ hiện tại mình thấy cũng khá là hay này. Chơi lại lâu lâu chơi lại cũng hay. Anh em nào có Cindy có thể trải nghiệm thử. Đấy, ok. Thì ơi, Cindy level 2 à? À, để coi thử em nào. Đó, hey. What? Ôi, tôi. What the, ông chẳng bất tử hình sao nấy. Ôi trời ơi, cái Cindy cũng là Cindy chứ có phải là thánh thần gì đâu mà chặn mất hình. Chôn à? Anh em ơi, hình như chôn hay sao ấy, hình như ông lại chôn rồi. Ông lại chôn rồi. Khiếp, cái này là 11 block rồi. 11 block nha. Mà chặn mất tàng hình này, anh em thấy không, nhìn kỹ này. Đó, chặn mất tàng hình này sao nhỉ ta? Qua chà. Hình như là phải có cái gì đấy đó. Có cái cách nào đấy, từ nha, để mình tính em nào, nếu mình không nhầm thì à. À, để coi nào. Ấy, biết ngay mẹ. Biết ngay mẹ. À, vậy là chúng ta có thể là nhảy cạnh bên các bạn ạ. À, rồi ok ok, vậy là check được rồi. Ok, rồi hiểu rồi. À, thì ra là thế. Ok. Ok luôn rồi. game là dễ anh em ơi. Đó, trời ơi, IQ vô cực luôn. Dăm ba cái đốt thằng hình. Đó, trời ơi. Rồi, cái gì đây? Tin đi level 2 lại 11 block à? Chặn đầu. Ui mẹ, ông này chặn đầu cái thằng đấy. Chặn block tàng hình ở trên này. Mẹ, ông này có niềm đam mê chặn đầu các bạn ạ. Khiếp. Để xin đi chặn đầu hơi căng đấy. Ơ mà chính ra cái này mình bơi được mà đúng không? Từ, để mình lưu điểu xin các bạn ạ. Chính ra là mình bơi được mà. Nè, chúng ta có thể bơi mà, đúng không? Đó, chúng ta có thể bơi mà. Ôi chết chết, đấy thì hơi khó một xíu thôi, nhưng mà vẫn bơi được. Vẫn bơi được thôi. Mà tôi nhìn nó hơi khó tí, nhưng mà thôi kệ, nhảy đi. Rồi, đến gì đây? Cát tinh thể lưu hình à? Chính ra là mình có thể nhảy một phát từ đây qua kia luôn đấy. Để xem được không nhỉ? Nhìn có vẻ xa nhưng mà... Hey! Hey! Úi trời ơi, chết. Nhảy, ui, nhảy không cần cát tinh thể lưu hình luôn các bạn ạ, ghê không? Ấy, cái gì đây? Cái dương này kia. Từ. Hình như là có cái dương gì ở bên kia, hình như có bảng gì tên gì, có một cái bảng ghi chú gì đấy, mình không đọc rõ các bạn ạ, không đọc kịp. Hey, ok, qua. Hey, gì đây? Hãy lấy tên bắn vào nút ở đằng trước và bay vào cánh cửa không gian. Tiếp cái cổng dịch chuyển thì nó là cổng dịch chuyển, nói cánh cửa không gian mày đẹp. Đợi coi nào. Bắn. Thì ra là thế. Ok luôn. Thế là thế nào? Anh em ơi, mình là mình đang đứng giữa cổng này. Hình như là lỗi dịch chuyển à? Alo, Ajinomoto. Alo. Thôi tôi toang rồi. Anh em ơi, toang rồi, giờ sao qua? Cái này là thánh Cindy. Ôi trời. Mình nói thật, cái này là cụ Cindy chứ cũng chả nhảy được, chứ đừng nói là Cindy. Trời ơi này, thế này chắc là tầm khoảng mấy chục block bên kia cũng mà cụ Cindy cũng chả nhảy được anh em ạ. Thôi ôi, cái sao nhảy ba. Bây giờ là chắc là tí thôi. Cái map này bị lỗi cổng dịch chuyển anh em ạ. Để mình tự tử xuống, mình xài thần thú mình đi thử xem, khám phá xem còn gì mới không. Để coi nào, mình lấy con này trước đi. Chỗ này khá là cao đấy, chỗ này Cindy cũng chết rồi. Ôi, ông này căn chuẩn nhờ, căn đúng đường Cindy chết luôn ạ. Ghê thật đấy. Để coi xem có gì không. À, thì chính ra cũng hết map rồi này. Cổng dịch chuyển bay ra đây không? Xong rồi nhảy thêm một step này, nhảy thêm 2 step nữa là hết rồi. Đó, cái chỗ này đi bộ lên là thắng rồi này. Đó. Nói chung là cũng mà đến đây là hết map rồi các bạn ạ. Đấy, đến đây là hết map rồi. Cổng dịch chuyển bị lỗi. Ôi, mình đang rất là tò mò, không biết cái map nào gì mới không. Mình cũng không rõ là bởi vì cái map này mình chơi quá là lâu rồi, mình không biết là cái hồi xưa cái map là như nào anh em ạ. Vừa rồi chúng ta đã được trải nghiệm lại tuổi thơ của mèo Peo đấy, xài Cindy để parkour các bạn ạ. May mà tìm được cái map này, là map này dành riêng cho Cindy ấy, không mà mình
Mình mà xài Cindy trong parkour bình thường chắc anh em chỉ chết. Đấy, mong rằng là có nhiều bạn làm map cho Cindy. Hoặc là không hẳn đâu, các bạn chỉ cần làm map parkour bình thường, nhưng mà cho thêm một cái đường Cindy nữa cũng được. Đấy, để thỉnh thoảng mình chơi Cindy cho đổi gió tí anh em ạ. Ok, thì video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn thấy video này hay và bổ ích, đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè, và đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký và cái chuông đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.